Là nước có dân số đông nhưng Việt Nam lại bị đánh giá là khan hiếm nguồn nhân lực và đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có nghề nghiệp được đào tạo bài bản hay còn gọi là nguồn năng lực chất lượng cao. Giải pháp để giải quyết thực trạng này cũng đã được bàn nhiều và đang trong tiến trình thực hiện. Nhưng có thể thấy một trong những lợi thế hiện nay đó chính là việc tận dụng nguồn lực tri thức kiều bào khi ngày càng có nhiều những giáo sư, tiến sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước và sẵn sàng đóng góp cho nền giáo dục của Việt Nam. Nghiên cứu và giảng dạy tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản đã được 23 năm. Nhưng hàng năm, giáo sư Hồ Tú Bảo vẫn sắp xếp thời gian về Việt Nam từ 6 đến 8 lần để tham gia các đề tài nghiên cứu, tổ chức hội nghị chuyên ngành, giảng dạy tại một số trường đại học. Ông xem đây là một phần trách nhiệm mà ông và nhiều trí thức người Việt Nam tại nước ngoài khác đang nỗ lực thực hiện. Một là nối cái đại học của Việt Nam với những cái phần đang thay đổi rất là nhanh bên ngoài, tại vì anh em trong nước thường cũng bị thiếu thông tin hoặc là thiếu kinh nghiệm trong công nghiệp hay trong cái môi trường nghiên cứu đỉnh cao. Thứ hai là cũng góp phần để xây dựng cái chương trình đào tạo cũng như là trao đổi thực hiện các cái đề tài nghiên cứu học, thêm nữa là đem động lực đến cho sinh viên hoặc là kết nối để tạo cái đường cho những em học sinh xuất sắc để ra bên ngoài học tập ở những chỗ rất là tốt. Đào tạo thông qua nghiên cứu và nghiên cứu khoa học để tiếp cận đỉnh cao của tri thức, từ đó quay trở lại đào tạo với chất lượng cao, trình độ cao, chính là sự tận dụng, chuyển hóa tri thức kiều bào mà ngành giáo dục Việt Nam đã và đang hướng tới. Vai trò của các giáo sư thể hiện ở chỗ, một là các giáo sư sẽ trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, trong các chương trình chất lượng cao, chương trình đào tạo tiên tiến. Mặt khác là các giáo sư sẽ mở rộng cái mối quan hệ với cộng đồng các cái nhà khoa học trẻ ở trong nước và đồng thời là cùng phối hợp thực hiện các cái đề tài, các dự án ở tầm cao. Và tôi nghĩ đấy chính là cái vai trò nòng cột và dẫn đầu của các giáo sư đang công tác ở nước ngoài. Đào tạo nhân lực chất lượng cao là một trong những đòi hỏi cấp thiết gắn liền với sự phát triển kinh tế của đất nước, nhưng đó không phải là việc một sớm một chiều. Theo các chuyên gia thì một trong những giải pháp thiết thực nhất hiện nay đó là cải cách giáo dục và đào tạo tại Việt Nam, trong đó có sự góp sức rất lớn của những chuyên gia trí thức người Việt Nam tại nước ngoài khi họ có thể trở về và có những đóng góp thiết thực cho nền giáo dục nước nhà.